rằng đó là một nãi chuối nhỏ à? Không, đây là một loại cây trang chuối thủy sinh. Cây trang chuối này không cần phải trồng, chỉ cần ném vào bể cá. Nó sẽ tự nảy mọc tự nhiên và nó rất đẹp mắt. Cá sẽ đuổi theo nó khi lá chưa mở ra. Khi lá chưa mở ra, nó sẽ chìm xuống đáy nước. Rất đẹp mắt, tạo nên một khung cảnh hữu tình. Khi lá đã mở ra, nó sẽ nổi trên mặt nước, cũng là một phong cách khác biệt. Nếu bạn không biết trồng loại cây nào, hãy nhớ không bỏ lỡ cây trang chuối này. Đẹp, dễ trồng và thú vị. Xem trong giỏ hàng của Tuấn Aquarium bạn nhé.